mừng quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Nhân. Anh chào em. Minh Châu nè, anh có một câu đố cho em. Dạ. Trong nhà đó, trong cái thời tiết se lạnh như vậy nè, nơi nào sẽ là ấm áp nhất? Nơi nào ấm áp nhất trong thời tiết se lạnh? Theo như mà em biết thì cái nơi nào có lửa thì sẽ ấm thôi. Chính xác rồi đó. Không biết quý vị khán giả thấy như thế nào, chứ mà riêng Minh Châu cứ hễ bước chân vào nhà mà nhìn thấy căn bếp, thấy những người thân trong gia đình quây quần là cảm thấy ấm áp vô cùng rồi. Minh Châu có cảm nhận tốt nè. Thường thì ở trong căn bếp sẽ thắp lửa yêu thương trong gia đình mình đó. Gian bếp có thể thắp lửa yêu thương. Như vậy thì chắc chắn là gian bếp của Món Ngon Mỗi Ngày đã thắp lửa yêu thương cho rất nhiều gia đình rồi, đúng không nè? Đúng rồi. Cho nên ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho quý khán giả một món ăn tròn hương ấm, thấm vị ngon. Món gì mà hay vậy anh? Được chế biến từ gà. Được chế biến từ gà. Ồ, gà thì nhiều dinh dưỡng lắm nha. Em biết gà có chất đạm nè, chất béo nè, có nhiều khoáng chất và cả vitamin nữa, đảm bảo là ăn vừa ngon vừa bổ đó. Cho nên là gà là một loại thực phẩm chất lượng cao, đúng không? Nó đó, và nó dễ hấp thụ, tiêu hóa dễ nè. Thường thì mình có món gà nấu hạt sen nè, gà hầm sả nè. Đúng rồi. Nhưng mà quý khán giả và Minh Châu thử mình đem đi mình nấu với lại giấm á, nấu chua thử á, thì nó sẽ rất là ngon nữa đó, tuyệt vời luôn á. Món gì mà hấp dẫn nha, anh giới thiệu liền cho em đi. Hôm nay Hoàng Nhân sẽ giới thiệu cho quý khán giả và Minh Châu, đó là món lẩu gà nấu giấm. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có một con gà ta khoảng 1 kg, sả 4 cây, ớt hiểm, tỏi phi, hành tím cắt lát, một trái dừa tươi, các gia vị thông thường và giấm gạo Lisa. Bây giờ mình sẽ qua các phần sơ chế món ăn nè. Cái phần sả này anh đã đập dập sơ rồi, nhưng mà mình phải cắt khúc ra. Phần ớt hiểm đây nè, cũng sẽ đập dập để cho lẩu của mình nó có cái vị cay cay một tí. Anh Nhân ơi, tới 6 trái ớt hiểm chắc là cay lắm ha. Mình ít ăn cay thì mình cho ít lại. Nhưng mà em nghĩ là trong thời tiết lạnh như vậy ăn cay nhiều tốt có sao đâu. Cái phần gà này nè, em chặt ra nhỏ vừa ăn nha. Bây giờ mình sẽ nêm một muỗng Ajinomoto. Em đảo đều lên nè. Ủa, vậy thôi hả anh? Hơi lạ đó nha, sao mình ướp gà mà mình chỉ ướp có một ngọn Ajinomoto thôi vậy? Bởi vì cái thứ nhất là đây là món lẩu, thì mình chỉ ướp gia vị đơn giản thôi, quan trọng là cái nước lẩu ngon là được rồi. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa là cái phần thịt gà đó, thì mình đã chọn gà ta thơm ngon rồi, có độ ngọt rồi, thì mình thêm cái Ajinomoto vô để cho đậm đà hơn. Em hiểu rồi. Mình chuẩn bị một cái nồi thủy tinh cho phần dầu ăn vô nè. Giờ mình sẽ phi phần hành này nè. Em cho cái phần sả đập dập này vô luôn. Mình sẽ cho cái phần thịt gà đã ướp với bột ngọt Ajinomoto lúc nãy á, mình bỏ vô mình xào săn lại. Thịt gà ta thì rất là chắc cho nên mình cũng không cần phải quá nhẹ tay đúng không anh? Đảo thế nào cho đều là được ha. Phần ớt lúc nãy á, mình cho vô luôn. Mình cho thẳng luôn. Rồi, thịt gà đã săn rồi. Bây giờ mình cho khoảng một trái dừa nè. Và cái phần nước lạnh mình cho vào. Như vậy là khoảng bao nhiêu nước, tổng cộng cả nước dừa lẫn nước lạnh? Mình cho khoảng 1.5 lít là được. Anh giải thích cho em đi, tại sao mình phải làm như vậy? Nước dừa thì để làm cho cái món lẩu chúng ta thêm ngọt, đậm đà. Còn nước lạnh khi mà em pha vô như vậy để tránh cho cái việc khi mà lát chút xíu em nêm nếm á, nó sẽ không có bị ngọt, ngọt đậm từ nước dừa, không thì nó sẽ không ngon. Như vậy bây giờ em nói tóm gọn lại là nếu chúng ta pha hỗn hợp nước lạnh và nước dừa để nấu món lẩu này thì món lẩu vừa thơm ngon, đậm đà mà lại không quá ngọt, đúng không? Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ pha nước lạnh và nước dừa để làm nước lẩu nha. Chắc chắn với quý vị rằng nước lẩu sẽ vừa ngọt vừa thơm mà lại rất đậm đà nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vô nè. Mình sẽ cho 1.5 muỗng canh nước mắm vô nè. Phần đường, em cho 1 muỗng canh đường vô cho anh. Muối nè, mình sẽ cho 1.5 muỗng cà phê muối. Cho vào trong này 2 muỗng cà phê hạt nêm. Phần bột ngọt Ajinomoto, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê vô. Quý vị khán giả nhớ phải ghi chép thật cẩn thận nha, bởi vì món lẩu có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào phần nêm nếm này đó. Cuối cùng là mình sẽ cho cái phần giấm gạo Lisa này vô, cho 2 muỗng canh vô cho anh nha. Rồi, 2 muỗng canh. Như vậy là chúng ta sẽ cho giấm gạo Lisa vào cuối cùng đúng không nè? Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng giấm gạo Lisa trong món lẩu gà nấu giấm, làm cho nước lẩu có vị thơm ngon, chua thanh tự nhiên, mà thịt gà lại có độ giòn và rất đậm đà nữa. Bây giờ gia vị đã xong hết rồi, gà cũng đã mềm rồi, thì bây giờ em sẽ tắt bếp giúp anh. Bây giờ mình sẽ múc ra một cái tô nha. Cái
cái phần tỏi phi á, bây giờ mình sẽ cho vô để cho cái phần nước lẩu sẽ thơm hơn. Cho một ít phần ngò nè lên trên. Bây giờ anh sẽ mời Châu thử nè. Em cảm ơn anh. Em sẽ thử thịt gà cùng với lại nước lẩu luôn nha. Quý vị khán giả thân mến, khi mà thử món lẩu gà nấu giấm này thì Minh Châu cảm nhận được điều đầu tiên, đó là cái mùi thơm của tỏi phi nè, của sả nè, và đặc biệt mùi thơm thoang thoảng của giấm gạo Lisa rất là đặc biệt nha. Và khi nếm thử thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ giống như Minh Châu thôi, sẽ cảm thấy tất cả các gia vị hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi thơm, một cái sự rất đặc trưng của món lẩu gà nấu giấm. Vị chua thanh của giấm gạo Lisa thì không lẫn vào đâu được hết. Quý vị khán giả lưu ý, để cho món ăn được thành công, thịt gà giòn và ngon, thì chúng ta sẽ không nêm phần giấm gạo ngay từ đầu, mà đợi đến lúc gần xong hoàn tất món ăn á thì chúng ta mới cho vô. Như vậy thì món ăn sẽ thơm ngon và có hương thơm từ giấm gạo Lisa. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị hãy thực hiện và chia sẻ với anh Hoàng Nhân và Minh Châu cảm nhận của quý vị nhé. Và đừng quên giữ liên lạc với chương trình, đóng góp để chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn thông qua hai cách, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ, đầu bếp Hoàng Nhân và Minh Châu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.